Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt đẹp hay như thế nào, và làm việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm và không bao giờ chúng ta cần phải lo nghĩ về tiền. Nhưng mà trên thực tế thì số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau, và trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào là con giáp được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang sẵn mệnh phụ. Số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần này. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Và như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất là gì ạ? Chúng ta sợ nhất là cảnh túng thiếu nợ nần. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có một vận mệnh riêng, và những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần sẽ có mệnh chủ là số hưởng, mặc dù là có số bôn ba vất vả và thậm chí là còn phải nợ nần túng thiếu trong năm cũ 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 6 âm lịch này, và đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều phú quý và quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trong trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu vận trình của quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Mão mệnh thành đầu thổ, có khát vọng khá lớn, chí tài bốn phương, họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp, phát triển ở bên ngoài, sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí là có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Sự nghiệp cơ bản ổn định trong tháng này, tuy bản mệnh không gặp được nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, song chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì ắt sẽ nhận được phần thưởng tương xứng. Nếu công việc vất vả, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm hoặc phải đi công tác trong thời gian dài, bản mệnh cần trao đổi tâm sự với người nhà trước để đôi bên cùng thấu hiểu và tạo điều kiện giúp đỡ. Trên phương diện tình cảm, người độc thân mong muốn tìm được nửa kia của mình, song do tính cách hướng nội nên khó tìm được người ưng ý. Người đã lập gia đình cần cố gắng duy trì nếp sống, thường xuyên giúp đỡ tâm sự với nửa kia để xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần. Nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Khối lượng công việc tăng lên nhưng bạn gần như luôn phải tự mình làm tất cả mọi việc. Có đôi lúc bạn sẽ thấy nản chí vì những vất vả mà mình đang chịu đựng. Đã vậy, lại thêm cạnh tranh nội bộ, mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất đồng với cấp trên càng khiến cho bạn nghi ngờ liệu những gì mình đang cố gắng có là đúng đắn hay không. Tuy nhiên, may mắn đằng sau tất cả, mệnh chủ vẫn có thể giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn bằng chính năng lực của mình, bộc lộ vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể và nhận được sự tán thưởng công nhận của tất cả mọi người. Tháng này, đam mê học hỏi không ngừng khiến cho chính người tuổi Kỷ Mão cũng cảm thấy ngạc nhiên với niềm đam mê mới ập tới trong mình. Thế nhưng lúc này gia chủ Kỷ Mão không phù hợp để tiến hành những việc gì đó quá mới mẻ, nên bắt đầu từ những mục tiêu đơn giản, tập trung vào ít vấn đề sẽ hiệu quả và tốt hơn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài vận trong tháng thăng trầm bất ổn, kinh doanh buôn bán có lộc tùy từng thời điểm, được mất đan xen. Được nhiều nhưng mất cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó còn phát sinh nhiều chi phí ngoài ý muốn do anh em bạn bè hoặc lôi kéo đầu tư thiếu hiệu quả. Tốt nhất nên tránh các dự án đầu tư bất động sản trong năm, cũng đừng vì tham cái lợi trước mắt mà đặt cược những gì mình đang có. Nên tiết kiệm, biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không biết ngày mai có biến cố gì xảy đến với mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng có thể có một số việc ngoài ý muốn có thể xảy đến đối với những người tuổi Kỷ Mão, và nếu không cẩn thận, đây chính là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bạn không được làm việc quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành đi xa cũng cần phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bạn cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống tập luyện. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn có thể sớm tìm được người phù hợp với mình. Nam mệnh không nên rụt rè trong việc chủ động làm quen với bạn khác phái, nên có thiện cảm với ai thì bạn hãy tiến đến gần để tiếp xúc và hiểu hơn về đối phương, đừng chờ đợi người ta chủ động liên lạc với mình. Mối quan hệ giữa bạn cùng với người lớn trong nhà nói chung hòa hợp, bạn cần lắng nghe lời khuyên của người đi trước nhiều hơn và nhất là trong những vấn đề mình còn chưa hiểu rõ. Người đã lập gia đình về cơ bản vẫn giữ được bầu không khí hòa hợp trong nhà, đôi bên vẫn đang ở trong quá trình dung hòa và thích ứng với một trang mới trong cuộc sống. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Mão trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để chung gai này. Và qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch này, và từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình Phong thủy gia cát.